Hello quý vị và quý bạn. Video tiếp theo buổi sáng hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến quý vị và quý bạn. Đó là một bộ mic không dây của hãng AAB, hàng chính hãng của Tân Cường các bác nhé. Thì những cái đồ công ty này nó có giá niêm yết rồi các bạn. Các bạn đi mua là biết giá đồ này rồi. Chứ còn những cái hàng này là hàng tàu rất nhiều nhé. Các bạn mua lưu ý là hàng tàu rất nhiều, chỉ có 2-3 triệu thôi. Đấy. Còn đây là hàng chính hãng của công ty Tân Cường, nó khác hàng nhái nhiều lắm các bạn, chất lượng khác nhau, linh kiện khác nhau. Đó. Những hàng chính hãng của Tân Cường. Đó. Những cái mic nhà mic này là hát rất nhẹ mà thật giọng các bạn nha. Mình gào to gần nó không bị vỡ tiếng. Đấy. Còn các bác đi mua những cái mic nó rẻ tiền thì nói chung là mình alo thì là tiếng nó thé ra không ấm mà nó thanh tiếng. Các bác cứ bảo nhạy đấy, không phải bộ nhạy đó. Đấy là đằng qua là khi của mic không được tốt, không được chuẩn, không thật giọng. Khi mà giọng cao và gào lên những cái bài hát là có chỗ nó gào lên, khi mà để mic gần nó sẽ bị vỡ tiếng rẻ ra luôn. Và các bác nhìn kia đồ xịn sò của Tân Cường M8 này, nó đẹp độ này, bằng hợp kim này, sơn nalo chống xước này. Đấy. Màu nó hơi ánh vàng các bác nhé, hơi ánh vàng nhạt một ít. Đây là tem Tân Cường M8. Đây nó có cái hình ấy, các bác soi ấy ra ngay hàng công ty chính hãng không này. Bật điện thoại đi, các bác cài cái mã vạch này, nó có hết. Ra ngay. Biết ngay hàng nhái, hàng giả, đúng không? Đấy, không phải cần phải nói nhiều nữa rồi. Đây là vị trí trong của pin. Các bác điện thoại smartphone này thì cài cái soi mã vạch, soi cái ai check này, là có đọc cái là nó check ra đúng hàng chính hãng công ty luôn, hàng nhái. Đấy, hàng công ty nó phải có tem của Tân Cường, tem bách nhé các nhé. Các bác đi mua là hàng bên Tiến Vi yên tâm luôn, không bao giờ đi bán hàng hàng nhái, kể cả lúc rẻ vẫn bán theo hàng theo hãng bảo hành 1 năm. Đây là các tro cũng rất sử dụng. Đây là những cái dây kết nối vào mic. Đây là phần anten. Hai cái chống lăn, một nguồn, hai tai vít đây để vít vào thùng đồ. Còn nếu mình không thùng đồ nhẹ nhàng, không một vít cho đẹp. Hiện tại bên cái mì vẫn đang dùng đây. Tiếng cực hay luôn. Hay khỏi nghĩ luôn các bạn. Đây, mic cái vẫn đang dùng đây. Lần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 2, 6, 6, 4, 4, 9. Tiếng cực hay luôn các bác. Tiếng thật lắm. Tiếng cực hay. Cái này là các bác không đang bật chế độ này lên mà đặt xuống cho vòng 5 giây 6 giây là sẽ tự ngắt, tránh tình trạng tốn pin. Và những mic hàng chính hãng này của nó rất bền các bác nhé, siêu bền luôn, hầu như chưa ai bảo là lỗi cái lỗi kia, chưa bao giờ có các bác nhé. Kể cả quán hát tiếng TV lắp cách đây 3-4 năm rồi, ngày xưa thì nó chỉ có K800 hay K900 thôi, bây giờ ta M8 mà lắp đến 3-4 năm này rồi chưa bận gì mà tay mic rơi móp mép đủ kiểu coi nha. Đấy, cực đẹp. Mà giá thành hiện tại bên TVB đang bán giá cho các bác rất tốt luôn, cực tốt, siêu tốt luôn. Chỗ nào rẻ chỗ TVB còn rẻ hơn nha, bác nha, khẳng định luôn. Hiện tại bên TVB bán bao ship toàn quốc cho các bác là giá 5.300.000. 5.300.000 bao ship toàn quốc cho các bác. Đấy.
và các bác cứ ai check in vào shop hay là tất cả các cửa hàng khác. Hiện tại bên tiếng Việt ăn đã 5.3 triệu bao ship toàn quốc cho các bác, không phải 5 tấn gì cả. Hàng chính hãng của công ty Tân Cường. Đấy. Sai trả lại. Nói chung cái đồ này các bác check cái ra ngay. Đây, điện thoại iPhone cái check cái ra ngay thì không có phải 5 tấn thì hàng nhái hàng. Và các bác đi mua này là cũng nên lưu ý, hàng nhái rất nhiều chứ không phải là không có đâu các bác. Rất nhiều 2-3 triệu đây. Còn những cái hàng xịn của công ty nó sẽ khác. Chất lượng mic nó khác, alo nó cũng khác rồi bác, không giống nhau đâu. Kể cả những cái vang của AAB rất nhiều hàng nhái đâu nha. Đấy, rất nhiều. Đây là các bác đi trước khi đi mua là phải xem thật kỹ, lựa chọn cửa hàng là thật uy tín thì mình hãy mua. Đấy, còn nếu không biết thì các bác vào shop mua. Đấy. Vâng. Nếu bác nào có nhu cầu sử dụng mic AAB K9 thì lỗi các bác M8 thì liên hệ với tí MB. Theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 Tiến MB ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc các bác nha. Đấy. Vâng. Các bác thấy video hay hãy nhớ cho tí MB một like. Hãy để ủng hộ cho tí MB không bao giờ lâu đá. Vâng, xin chào tất cả các bác nha.